Vâng, chào tất cả các bạn. Đây là cây Yamaha PSR295. Và dòng này thì rất là phù hợp cho các bạn mà muốn kiếm một cây đàn mà nó vừa giá vừa hợp lý. Cây này thì qua sử dụng rồi nhé. Và chức năng nó nhiều, chức năng nó nhiều để chúng ta học đàn. Ví dụ như ở đây thì chúng ta có là điệu thì là 135 điệu đấy. Tiếng và cái hiệu ứng các thứ á thì nó lên đến là 487. Đấy, kiểu như vậy. Rất là nhiều cái chức năng ở trong một cây đàn này. Thì cái đàn này thì mình đang bán với giá là 2,7 triệu. Bạn nào muốn mua thì liên hệ với mình. Và các bạn có thể tìm hiểu thông tin tiếp trên mạng YouTube rồi tùm lum hết. Cây PSR295, dòng này thì nó đầy đủ các chức năng và nó có những cái điều khiển như là rằng như thế này. Đó, đầy đủ các cái điệu cho các bạn nha, ví dụ như cha cha, rumba, disco các thứ. Nhưng mà nó là điệu chuẩn chứ nó không phải là điệu như kiểu của nhạc trống Hà Tây hay là cha cha kiểu dân ca giống của mình đâu, mà nó là điệu chuẩn của quốc tế. Thế nên là chúng ta học nó rất là tuyệt vời. Đầu tiên là cái và tiếp theo đó là cái sự hỗ trợ về cái độ mạnh nhẹ của phím, người ta có hay gọi là tút đó. Thì đây, đây là nó. Đánh mạnh thì nó sẽ lên mạnh và để đánh nhẹ thì nó sẽ kêu nhẹ bé. Đó, kiểu như vậy. Nó rất là nhiều tính năng. Và với giá 2,7 triệu thì mình có ship cho tất cả các bạn này. Rồi mình tặng cho các bạn thêm là cái chân này, rồi bao da, đầy đủ các thứ. Nếu anh em mua thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại ở phần mô tả nhé anh em nhé. Điệu rất là hay các bạn nhé. Dòng PSR thì nó cái điệu của nó rất là hay. Đây, Bossa Nova. Nó được bỏ rồi. Đó, hoặc có những cái nút xoay này để cho chúng ta dùng nó rất là dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok, nếu bạn nào mua thì liên hệ qua Zalo với mình.